Ngữ và Trâm và cũng như tất cả những anh chị em nghệ sĩ sẽ mong tất cả quý vị chúng ta cùng nhau xem những sản phẩm mới của công ty Theatron với những chương trình giảm giá rất là đặc biệt. Indio Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel, là medical device làm da săn chắc, nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ. Lifetime warranty giá 11.950 đồng, sale đặc biệt 2.999 đồng. Lâm Nam Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, giúp xóa nám, giảm nhăn, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Lifetime warranty giá 18.750 đồng, sale đặc biệt chỉ 4.699 đồng. Từ khi mà sắm được tấm nệm của Theatron, Nguyễn Đăng Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, ngủ rất là sâu. Bữa nay là ngày 7 tháng 7 mà con, hai nhà em bốn mà con. Đầu lưng cao cấp Luxury Dragon Italy. Anh là ở Cali mình có một cái đại nhạc hội. Nhưng mình đã lớn lắm mà con. Ghế 74 ca sĩ. Giống như là anh Huy Nguyễn này, anh Huy Nguyễn này, anh đại gia. Là thoải mái, ông là dễ chịu, phải nói là cứ là tháng ngày tháng làm tổ chức đại nhạc hội, làm tháng này tổ chức đại nhạc hội lần mà kỳ này ông đại nhạc hội tổ chức là 74 ca sĩ mà con chơi cho ca sĩ nổi tiếng nha, ca sĩ cổ trung tâm mà con 17.000 đô la, nếu mà ca sĩ bình thường nha được tặng máy rung tăng mở chấm cân đất tổ này là ông tổ chức là đại nhạc hội này là kỷ niệm 16 năm thành lập đó bà con. Nước Mỹ này có nhiều công ty này lắm. Công ty điện tử Teletron là nổi tiếng đó bà con. Nổi tiếng nhất Cali mà toàn thế giới, toàn tiểu bang đó bà con. Bởi vậy khoảng chừng 50 phút nữa là sổ số bà con. 50 phút nữa sổ số là được cái ghế massage 15 ngàn. Thầy chút xíu nữa mình quay cho bà con biết nha. Bà con trên toàn thế giới bà con sẽ biết, bà con trên toàn tiểu bang bà con sẽ biết. Đây là bà con coi đại nhạc hội hồi sáng giờ rồi. Bài cũng vừa ủng hộ. Tổ chức từ lúc 11 giờ tới giờ. Máy lọc nước khi tắm Kangen mấy kỳ sông. Có thể là tới 11 giờ mới trừ độc tố. 1 giờ đi mới hết. Bảo vệ sức khỏe. Bà con thấy 50 cent một ngày, trợ cấp 4 năm không đau không tiền lời, và máy lọc nước tắm khoáng Kangen mấy kỳ sông giúp cho da dẻ láng trơn, chống lão hóa da, chống rụng tóc chỉ 2 đồng một ngày. Electron cell 100% made in Italy. Tất nhiên là khoảng chừng the foam, the interior, the 50 phút nữa đó là sẽ bắt đầu sổ số đó bà con. Sao đến 35% dạ bà con, bên trong rất là đông. Nè nói nghe nè, đây là cơ hội để chúng ta mua sắm những hàng hóa tiêu dùng cần thiết trong đời sống của mình để giữ gìn sức khỏe của mình. Nhớ người quý vị và các bạn hãy đến với Teletron trong chương trình lần này. Hãy chung vui với Teletron cùng hơn 74 các nghệ sĩ trong nhạc hội Happy July 4 và anniversary 16 năm của Teletron vô cùng đặc sắc. Cảm ơn chị. Bà con Teletron bên trong rất là đông rồi bà con. Bây giờ chuẩn bị số khoảng chừng 4 phút nữa là số. Còn thấy Teletron rất là đông rồi bà con. Bây giờ bà con đang có số người, người ta có tích kịch đó, người ta điện, ta điền với số vô, bỏ vô thùng thì phải chờ khoảng chừng em nghĩ 10 phút nữa đó là bắt đầu là sổ số đó bà con. 10 phút 15 phút nữa là sổ số. Teletron này nổi tiếng ở nước Mỹ đó bà con. Toàn tiểu bang là có tới mấy chục tiệm lận. Cái anh Huy Hiển á, cái anh đen ông ở đó vét đen đen đó bà con. Ảnh là mới đầu á, ảnh là chủ tiệm này đó. Mà ảnh bắt đầu sự nghiệp là chỉ có mấy chục đồng thôi. Bà con thấy không? Giá sale rất là nhiều bà con. Ảnh có thể là ảnh đích cái giá Amazon. Amazon bao nhiêu tiền á, ảnh nói anh là sẽ bớt đánh cái giá luôn. Bà con mua đồ sale dữ tận lắm bà con. Tình hình là sale rất là nhiều. Rất là đông rồi bà con. Mà có số người ta đang ghi tên vô cái thùng chữ số. Thùng chữ số này chắc khoảng 50 phút nữa là sẽ sổ số. Là 17.000, 15.000 chứ. Sổ số cái ghế massage trị giá 15.000.
thì chút xíu bà con sẽ coi là người nào là người thắng giải các bà con. Cái cô bạn áo áo dài thích thầy Thích Minh Tuệ là cô ca sĩ Vũ Hồng Quế. Có anh Nghĩa Sữa, anh này là đánh đàn là số 1. Bà con thấy rất là đông vui không? Anh này hiện nay phụ trách sâu số và có khách ngoài rất là đông luôn. Anh bận ông bé trần Quy Nguyễn á. Anh Quy bên đây ngày vui của Telethon, anh có thể nào chia sẻ cho bà con chúng ít về ngày vui của Telethon bên đây anh Quy ạ? Cảm ơn, rất là đông vui ngày hôm nay, cũng như sau 4 ngày vừa qua trong dịp độc lập của Hoa Kỳ, cũng như kỷ niệm là 16 năm anniversary, cũng như chào đón chiến thắng mới nhất của Telethon ra đời. Nên là ngày hôm nay chuẩn bị thay sổ số để bà con hy vọng trúng một chiếc ghế mà nổi tiếng mà là tỷ giá 17.000 mà sale 15.000 sẽ được chuẩn bị sổ số. Vì ngày đó bà con đã tham dự với 74 ca nghệ sĩ đầu tiên hải ngoại đã diễn ra trong 3 ngày vừa qua, ngày cuối cùng. Hy vọng chúng ta đều có một cái ngày vui cũng như tất cả cộng đồng chúng ta năm 2024 này có một mùa hè được tươi vui hạnh phúc và đặc biệt mà muốn nhất. Chúc mừng anh đại gia quá là thành công mà đi xứ Mỹ này. Cảm ơn nhân viên rất nhiều. Dạ anh toàn tiểu bang là có mấy chục tiệm luôn nha bà con, rất là nổi tiếng. Nói tóm lại là công ty điện tử Telethon là nổi tiếng nhất nước Mỹ này. Thì bữa nay là ngày vui sổ số được 10 cái ghế massage đó bà con, là 10-15 ngàn. Bà con muốn mua đồ cao cấp gì đó là tất cả đồ cao cấp gì bà con cứ vô đây nha bà con, thì có đầy đủ hết, giáo giường niệm ghế massage là đầy đủ hết, là tất cả đều đồ cao cấp, là bà con vô Telethon là đầy đủ hết. Giường là giường cao cấp không bà con, niệm cao cấp không nè. Mấy cái ghế massage là mấy cái ghế massage là cao cấp hết không bà con. Nhưng mà hay cái là rẻ hơn Amazon không bà con. Tất cả là giá rẻ hơn Amazon. Nếu mà giá Amazon bao nhiêu nói bao nhiêu là anh chủ sẽ bít cái giá đó liền. Nói tóm lại là cái ghế là bên đây có nhiều loại ghế cao cấp lắm của công ty massage bà con, nhưng mà đặc biệt là giá rẻ, rẻ hơn Amazon, rẻ hơn trên mạng nhiều. Nói tóm lại tất cả thì đây là bà con đang đang làm facial, đang làm gì đó. Khi nó không có chạm cho da mặt mình, khi nó chạm đến da mặt mình vô đây. Này là bé Lan đang là người mẫu. Đang là người mẫu hả chị? Đẹp giờ còn làm người mẫu nữa, ai chịu nổi vậy? Bà con nhìn biết ca sĩ nào, bà con nhìn gương mặt này coi kỹ biết ca sĩ nào không? Em chỉ nói vậy thôi bà con, tại bà con nhận nghe nha. Thôi em nói vậy thôi. Dạ, ra ngoài nha bà con, chuẩn bị nha bà con. Thùng giấy số này khoảng chừng 10 phút nữa là mở ra đó bà con. 10 phút nữa là mở ra là bắt đầu là có 15.000 á, là Telethon sẽ tặng khách hàng nha bà con. Ghế là 15.000 á. Ghế massage 15.000. Anh Quy này anh chơi sang lắm, cứ đại nhạc hội là cứ 74 ca sĩ, bữa nay 74 ca sĩ nha bà con. Ông cứ tháng 2 tháng làm có đại nhạc hội, tháng 2 tháng là đại nhạc hội. Bởi vì công ty Telethon mình là nổi tiếng ở nước Mỹ lắm bà con. Bán đầy đủ hết mấy cái sâm nhung tổ yến rồi là, nhưng mà đặc biệt là ghế ở đây là ghế massage với niệm bà con, rất là nổi tiếng. Niệm tóm là ghế massage với niệm là cao cấp, là vô đây là nổi tiếng bà con, là hàng độc đó bà con. Gì đây đại ca, này là bác thông báo bà con, đây là đại ca Bô Sa, tổng thống Bô Sa nó đúng không, chính trị là số 1. Ngày bữa nay là thỉnh được Donald Trump nữa chưa? Bữa nay thỉnh được Donald Trump rồi bà con ơi. Em thỉnh được Donald Trump, thò he Donald Trump. Rồi thôi nghe anh có gì sao nha, dạ khỏe. Rồi sao tình hình sao, có gì mới không anh?
thì cái đó thôi nè, em đang quay cho nên em cũng muốn hỏi kêu bằng tin tức thời sự ở Nam Cali. Nói tóm lại là bên ngoài là bà con coi rất là đông, bà con rất là đông. Thì văn nghệ là tất nhiên là 74 ca sĩ, bà con không có công ty nào mà dám mà bướm 74 ca sĩ dám. Chỉ có anh ông Quy Nguyễn này, là ông bướm 74 ca sĩ thôi. Mạnh Quỳnh xin giới thiệu với quý vị chiếc ghế sinh ca thì Mạnh Quỳnh rất là thích. Mạnh Quỳnh đã order một cái rồi, thì quý vị biết là mỗi lần mình đi bà đâu con thì đang ngồi chẳng hạn chiều tiếng hồ vô mắt này là bảo đảm quyền cái người mình sẽ bà con này là bà con chuẩn bị coi cả nhạc là sáng giờ rồi, nhưng mà này bà con đang háo hức, bà con chuẩn bị coi cái bằng sổ số con có trúng không. Rất tuyệt vời, 5 năm warranty. Mua ghế massage Sinca JB 3000 hôm nay sẽ được bay bác ghế Inada cũ $2,000. Đây là cơ hội duy nhất hiếm có để quý khách có thể trade in ghế Inada cũ để lấy về ngay $2,000. Đây là bên ngoài của Telecon đúng không? Bữa nay là ngày 7/7 ngày sổ số đó. Chút xíu nữa khoảng 5:15 nữa là cái thùng giấy số ở đứng đây à. Thùng giấy số đã phun 5:15 đưa thùng giấy số đưa đây. Thì sổ số là biết ai là người bưng cái ghế 15.000 về. Đây là bà con Nam Cali giá 11.950 đồng, sale đặc biệt 2.999 đồng. Lâm Nam Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, giúp xóa tóc giảm nhanh, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Con để con chào ông chị. Giá 18.750 đồng. Nào bán chị? Chỉ 4.699 đồng. Cũng ngạc nhiên ha. Sản lượng tính nhẹ của Telecom. Mama Hiếu bà con. Tiệm nó bán gà cũng ngon lắm bà con. Mama Hiếu. Gà sâu và người một mình tới sáng. Còn ai muốn từ thiện thì vô đây. Đặc biệt là cái quán chai từ thiện này bà con, hand to hand bà con. Mỗi tầng đi phát cho hôm đấy ăn 3 lần, có thể là 4 lần, có thể là 5 lần. Tại vì em có quay mấy lần em biết rồi. Cái quán này nè bà con, cái quán kế Telecom nè. Quán chai từ thiện nè, hand to hand. Quán này làm từ thiện rất là tốt của bà con. Cứ mỗi tầng là đem cơm, nấu cơm rồi cho lên hôm lép ăn. Mỗi tầng mấy vài lần. Nhớ bà con, tìm chai từ thiện này trong khu tượng đài Thánh Trần Đạo. Nhớ bà con. Dr. Fuji trị giá $5,000. Thưa ông Huế, xin giới thiệu đến quý vị chiếc máy rung ăn mỡ giảm cân. Dr. Fuji là máy thể dục trị liệu. Bà con nhắn đợi đây chừng 5-10 phút nữa thôi. Khỏe mạnh, giảm bệnh tiểu đường và cao mỡ trong máu. Mà không phải mất thời gian là đầy đủ rồi. Máy trung tâm mỡ giảm cân Dr. Fuji giá $5,000 mất $1,000. Hương Thủy chào tất cả quý vị. Chia sẻ với quý vị là em tin tưởng Telecom mà tại vì em cũng xài nhiều từ đồ gia dụng trong nhà cũng như là từ cái ghế nền hay là cái ghế bằng da đó, thì cho nên là em đã tin tưởng rồi. Thì là khi anh chào bữa nay phụ trách cho sổ số 15.000, anh chào thấy run sợ có điều gì không ạ? Cũng không có run sợ lắm, tại vì mình giúp cho giải trí cho ông trên phố Hồ Sa thì chương trình sổ số Toto thì hy vọng là Việt Nam mình sẽ trúng giải cái đại sổ Việt Nam. Cảm ơn anh chào nhiều nha. Anh chào rất nghe Toto rất là giỏi với mọi người. Dạ, đọc ô tô rất là giỏi, anh già luôn bà con. Thì em quay qua tòa he. Tại vì bà con đang điền giấy số bà con. Thì anh này là đặc biệt là tòa he có bên Cali nha bà con. Đây là độc lạ nha bà con. Cali chưa bao giờ có món trà tòa he nha bà con. Chưa có ngành tòa he. Thì bây giờ có ngành tòa he qua bên Cali này. Nhưng mà đáng buồn á. Đáng buồn là anh này anh ở đây chỉ có một tháng thôi, cuối tháng là anh về Việt Nam rồi. Đáng anh này là của đám nhóm Ngọc Trung Tiên của anh Thành Lễ bảo trợ qua, nhưng mà cuối tháng là anh về Việt Nam rồi, tất nhiên là Cali sẽ không có ngành trò he tiếp. Em chỉ cầu mong
ông anh thành đại của nhóm Ngọc trong team sao mà tạo được cái ngành tò he bên Cali này? Cali này nè, ông bà con chưa thấy cái ngành tò he này không bà con? Con ca sĩ Bảo Quy, rất là nổi đẹp không? Bà con thấy không? Đây là làm nguyên gia đình đúng không bà con? Ba người, bốn người luôn. Cô ca sĩ Bảo Quy cô đẹp dữ không bà con? Bà đẹp quá trời đẹp, chị tạm giờ thì sẽ chịu nổi rồi. Bữa nay em cũng thỉnh được ông Donald Trump rồi không? Em thỉnh được ngài Donald Trump. Bà ông Donald Trump của em hơi bị ốm. Đáng buồn là cuối tháng là anh về Việt Nam nha bà con. Là Cali mình không còn ngành tàu he nữa. Ước mong sao mà nhóm Ngọc trong team mình tạo được cái ngành tàu he này bên Cali thì quá là hay. Dụng cụ của anh chỉ có lược thôi nha bà con, chỉ có lược nhỏ thôi. Nhưng mà cái tay nghề với cái đầu óc sáng tạo rất là nhiều. Nói tóm lại ngành tò he này là mà lọt được qua Cali là hốt bạc.
không cần bốn chỗ mà con, chỉ cần cuối tuần mà đi em cần mấy chỗ khu mua sắm thôi là cả như là biết bao nhiêu người làm mà nói đó, tại vì nó độc lạ bà con, nó độc lạ ở, nó độc lạ ở nước Mỹ, ở nước Mỹ rất là nhiều người ta thích cái độc lạ. Cô ơi, cảm nghĩ cô nếu mà nay cô trúng số thì sao cô hả? Chị ơi, cảm nghĩ bên này nếu mà chị trúng số thì sao chị? Không biết, không biết luôn. Mấy người, mấy cô, mấy chị đang điền giấy số bỏ vô bà con. Khoảng chừng 10 phút nữa là sổ số là trị giá là 15.000 cái ghế massage nha bà con. Bên này là khoảng chừng 10 phút nữa là cái thùng này sẽ mở ra nha bà con. Thì tất cả là sẽ biết ai là người trúng số. Cô nếu bữa nay cô trúng số thì cô cảm nghĩ sao cô? Bữa nay cô trúng số, nếu cô trúng số cô cảm nghĩ sao cô? Mừng. Dạ cô. Dạ, chúc cô may mắn nha. Dạ. Thì chắc khoảng chừng 10-15 phút nữa là sổ số đó bà con. Cái cô ca sĩ Ngọc, cái cô ca sĩ Ngọc Lan này bữa nay trốn sân khấu này. Cái cô ca sĩ Ngọc Lan này bữa nay phải trốn sân khấu vô đây này, ủng hộ Telethon nè bà con. Cô ca giới thiệu bà con, cô ca sĩ Ngọc Lan bữa nay trốn sân khấu nha bà con, trốn show mà vô ủng hộ Telethon luôn á. Bà con thấy ghế bánh xa là cao cấp rồi bà con, đủ loại ghế bánh xa cao cấp hết. Có cô Thúy Nga đang ngồi bên trong. Nó tấm là mua hàng cao cấp đó bà con, mua sofa cao cấp, mua nệm cao cấp là vô trong thế son là bảo đảm có hết, đủ loại hết. Nếu mà loại nào không có thì liên lạc anh Quy, có thể anh nói đây cho mình, nhưng mà giá rẻ hơn Amazon bà con. Em cho chị Liên ơi, nếu mà bữa nay chị Liên trúng số thì chị Liên cảm nghĩ sao chị Liên? Bữa nay chị Liên trúng số hả? Nếu mà làm việc thiện làm sao? Bữa nay tới 15.000 lần á. Làm việc thiện cho chùa. Thì là chùa trúng năm thầy của chị. Khoảng bao nhiêu nè? Bữa nay trúng ghế được khu ghế 15.000 đó. Nếu mà trúng được 15.000 thì làm việc thiện cho chùa chứ còn dư. Không, trúng cái ghế 15.000 nha, nhớ kỹ nha, trúng cái ghế 15.000 nha. Thì không nói, mình đâu có xài đâu, mình cho thầy luôn. Vậy hả? Nếu mà trúng tiền á thì làm được thiện. Nếu mà trúng số ghế là cho thầy luôn. Nếu mà trúng số ghế là cho thầy từ thiện luôn. Đúng vậy. Mà thầy nào mới được? Thầy Thích Minh Nguyện. Thích Minh Nguyện là ở đâu mới được? Chùa Trúc Lâm Yên Tử là thầy của chị. Là trúng số 15, mà trúng số ghế là tặng cho thầy luôn mà luôn. Đúng vậy. Hay quá. Mà thầy là chùa nào? Chùa Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm Yên Tử ở đâu? Ở Việt Nam hay ở đây? Ở đây. Ở đâu? Ở thành phố nào? Thành phố đó là gì? Santana. Số 1 á. Nhớ nha bà con. Anh đây có bằng chứng nha chị Liên. Nhớ nha. Trúng số chị tặng cho thầy. Mấy chục năm nay trúng số là lo cho chùa cho thầy chứ. Nhớ nha, chị trúng số là cái ghế chị tặng cho thầy, nhớ nha. Dạ. Ok, bằng chứng rồi đó bà con. Dạ. Chị Liên này từ thiện lắm bà con. Chỗ nào có chùa nào, chỗ nào có chùa là chị đi làm từ thiện nhớ. Rất là tốt. Cảm ơn chị Liên nhiều nha. Bây giờ em chuẩn bị ra ngoài bà con ơi. Trong đây có bán mấy cái loại mà mấy cái loại này quý lắm mà con, rất là quý mà giá rất là rẻ mà con. Yeah.
chuẩn bị số số bà con ơi. À bữa nay là ngày vui trọng đại của Telethon bà con. À thùng giấy số này chuẩn bị khui ra khoảng chừng 50 phút nữa là thùng giấy số này phải bưng ra. À, mở ra là biết ai là chủ nhân chiếc ghế 15.000 các bà con. À chúc mừng may mắn nha bà con. À, mấy ai chúng ai chúng ta Chúc mừng bây giờ là bưng thùng giấy số ra đó bà con. À, bây giờ bỏ vô nữa. À, giấy số bưng được ra ngoài. À, giấy số giờ bưng ra. Quý vị có rất nhiều quý vị thùng giấy số giờ bưng ra ngoài đó. Trong fill out những cái tờ giấy số và đặc biệt là những cái món hàng, bởi vì đây là những giây phút cuối cùng mà Teletron có cái giá đặc biệt trong ngày hôm nay. Sau 4 ngày có những chương trình văn nghệ đặc biệt gửi đến cho quý đồng hương, thì đây là những giây phút cuối cùng mà chúng ta hưởng giá đặc biệt này. Sau ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ trở về bình thường. Okay, ready to bring it down and then you can open the box. Thank you. 5 phút rồi sau số đó bà con. Ai sẽ là người may mắn sở hữu được món quà trị giá 17.000 Mỹ Kim? Vâng, bây giờ thì chúng tôi nhờ ban tổ chức sẽ mở cái thùng ra. Dạ vâng, để chúng ta chuẩn bị nhé. Vâng, Khánh Hoàng xin kêu gọi một lần cuối rằng ai còn phiếu trong tay nên nhanh chân để bỏ vào trong thùng. Alright, thank you. Mời bây giờ giây phút đặc biệt này dưới sự trước sự chứng kiến của tất cả quý vị và quý vị đang theo dõi chương trình livestream trên Trust Media sẽ coi cái buổi xổ số ngày hôm nay ai là người may mắn quý vị nha. Dạ vâng, bây giờ chúng ta mời Leon nè. Mời Thúy Nga, mời anh bạn đọc Lotto phải không? Dạ, hôm nay thì Khánh Hoàng có một người bạn, anh là Michael Giao. Anh này là Chí đẹp ca lê là nổi tiếng lắm, ca lê bà con ơi. Chí ơi, chứ trời xấu xấu, chị có cảm nghĩ, ca lê cho anh ta đi chí. Nguyễn, giám đốc của ca lê cho anh lên đây. Chí đẹp ca lê cho anh sao? Mới ra là vô. Chí là nổi tiếng của cam ca lê à, YouTube bà ơi. Chí đẹp ca lê bà con. Thúy Nga đâu, có Thúy Nga không gì? Chị Phương Hồng Quế. Rồi. Ok, she's live stream. Thưa quý vị, thế này ạ. Chúng tôi đề nghị nhé, anh Huy có thể có ý kiến các cháu, các bạn. Là vì để đây là một cái phần lần đầu tiên chúng tôi xổ số. Và một cái phần chúng rất là đặc biệt, 17.000 đô la. Và để cho mọi chuyện công bằng, chúng tôi đề nghị thế này. Là nhờ anh Khánh Hoàng, Leon Vũ và Thúy Nga sẽ mời ba vị khách lên nhé. Mỗi người mời một vị đúng không? Dạ vâng, mỗi người mời một vị. Xong ba vị khách đó sẽ bắt mỗi người một cái thăm. Tức là chúng ta sẽ có ba cái thăm. Được, mời một cái vé. Sau cùng chúng tôi sẽ mời một vị khách nào đó lên để bốc cái thăm chúng trong một trong ba cái phiếu. À, là bốc thôi nha quý vị, bốc thôi nha, chứ không phải là trúng thế nha quý vị. Bốc thôi. Rồi bây giờ Hoàng mời Thúy Nga vui không? Thúy Nga mới vừa lên chưa sửa dài dép đi xuống lại, Thúy Nga xuống lại. Xuống tìm một người ý trung nhân của Thúy Nga lên đi để bốc cái này. Mình sẽ làm ba rút nha, một rút ở phía hướng bên này, một rút ở chính giữa, một rút ở phía bên này. Rồi thí dụ như em ngó qua ngó lại rồi rút em nó tùm lum bên sao? Không, bây giờ thế này, Thúy Nga xuống mời một vị ở bên tay phải, Leo mời một vị đứng giữa và Hoàng mời bên tay trái. Rồi đi xuống. Đi. Ai đứng mà bốc nè?
anh chỉ biết là bóc một lá thông. Ok vậy bây giờ đó thì mình sẽ trước hết thì mình phải bầu một vị nào một đứa bằng ai lên. Rồi mẹ lên đây, mẹ lên đây, rồi đây. Bóc hai vị khán giả giùm quý vị lên sóc dùng cái thùng lên trước cái đã. Mấy người đi mình phải trộn hết lại như vậy thì rồi ai có sức mạnh ngàn cân. Mình đang mời hai người Thảo nè, anh Thảo security nè, có sức mạnh lên đó 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 rồi đó. Anh ơi, anh lên phụ anh Thảo giùm em. Bữa nay còn một anh nữa giùm ta lên bên Thảo. Anh cầm một bên, anh lắc lưng cái Thảo giùm em. Chơi chơi nha. No. Bây giờ ta phải anh cắt giùm đi chứ không cầm sao. Cắt giùm đi anh. Dạ. Em ơi biết cái gì coi nè, coi cháu không cho cháu cái gì coi nè. Đó. Rồi. Chúng ta qua rồi. Anh Thảo không đụng vô, anh Thảo không đụng vô. Ô anh Thảo đụng vô. Anh Thảo là nhân viên không đụng vô. Ồ. Một khách trung lập thôi. Can I borrow you real quick, sir? Please come in. I need your muscle. Oh yeah. What's the man? Đúng rồi, sóc lên nha. Mọi người sóc lên nha. Sóc đi. Trời ơi, ấy, rớt cái đầu tóc ngưỡng chậm rồi, lấy ra luôn. Thế gà chung cho luôn quý vị hả ta? Này là không có đi cỡ vô. Cả nhà ơi, nghe ơi. Thôi nghe, xong rồi nghe ơi, xong rồi. Quy. Nói chung là... Lê Hân. Let me order, okay? Hold on. Okay. Bây giờ chúng tôi mời tất cả quý vị vui lòng đứng ra khỏi chỗ này để đừng có che cho tất cả quý vị khán giả được thấy nha. Rồi. Vâng. Bây giờ chúng tôi có ba vị. Có ba vị thôi. Mời ba vị thôi. Vâng. Đây là một anh. Đây, một vị đại diện bên Khánh Hòa. Rồi. Một chị đây. Bây giờ nhé, mời ba người, mỗi người bốc một cái thăm. Chúng ta cần ba cái thăm. Ba cái bé giùm con Khánh Hoàng, Leon với cụ Thúy Nga. Go ahead. Rồi bây giờ anh không biết rồi. Ông quay quay chờ đấy. Phong quay chờ nha. Em lấy một cái hộp để bỏ ba cái bé vô trong đó nha. Dạ vâng, chúng ta cần một cái hộp ạ. Ba người bốc ba cái gì á? Chờ con, chờ bỏ xuống. Ai mà trúng thưởng nhớ chia 50% cho mấy nhân vật này nha. Tại tay họ bốc hơn đó quý vị. Dù cái ghế 17.000 là chưa nhớ chia 8.500 anh. Chưa chắc, tại vì trong ba người sẽ có một người bốc nữa. Đó. Ồ vậy hả? Em đâu biết đâu. Bây giờ mình giới thiệu những người bốc bốc vé số trước đi, giới thiệu tên từng người. Cô tên gì? Nina Hoàng ở Atlanta, Georgia. Atlanta. Ủa tại sao qua đây chơi hay là qua đây để coi Teletron chương trình biểu diễn? Teletron. Muốn một cái vé qua coi Teletron luôn. Rồi hỏi anh tên gì? Đây mà hỏi anh tên gì? Danny Dũng. Anh Dũng ở đâu? Ở Westminster. Ở Westminster, yeah. Feta. Năm nay anh nhiêu tuổi? Anh qua bên em đi, em sẽ tặng cho anh ba chai mọc tóc để nó kích mọc lông tóc lên nè, cho lông tóc. Đang quảng cáo thuốc mọc tóc mà. Dạ, anh nhớ qua nha, cho anh để này ra đường ta tưởng A Di Đà Phật, ta cúng dường cho thầy đó. Nghe đồn bận rộn lắm mà giới thiệu người cuối dạ, cùng. Dạ, cô ơi, cô tên gì? Cô tên Linda Lê. Cô Linda ở đâu? Lê. Ở ngay chỗ đường số 10. Trời ơi, chúc mừng lắm. Ta nói là Teletron ra show nào là ngầu coi mòn đít luôn phải không? Tôi biết mà, nhìn cái mặt này là cái bắn mặt này là bắn mặt coi show thuồng nè. Coi là có mua không? Có mua nhiều lắm nha. Mua cái nồi cơm 3 đô phải không? Rồi. Tại bên này có hay có bán cái nồi kho cá 3 đô à. Bây giờ mời cô đi. Bây giờ cô bắt đi cô. Rồi.
Có chừng té nha cô. Quậy lên, quậy lên. Dạ, chị này nó nhắn quậy lên. Nhẹ xuống ơi, cho nét nhạc đi. Cái này đúng không anh? Đúng rồi. Cô cứ bóc đi. Cho nét nhạc. Khoan, hỏi hỏi là tờ này đúng không anh? Không được á, cái tờ nhỏ thôi. Tờ nhỏ, tờ nhỏ. Ủa tại sao ai dùng tờ lớn như vậy? Đó, ai dùng tờ lớn như vậy? Dùng tờ lớn mà đâu có kết quả. Bỏ vô đây, rồi. Cảm ơn chị, dạ vâng. Cảm ơn chị. Đi đi, bóc anh đi. Đứng đây đi. Bóc xuống, bóc xuống, bóc xuống. Rồi. Bóc xuống. Dạ vâng. Rồi. Thưa quý vị, bây giờ là chúng ta đã có 3 cái vé ở trong này rồi nhé. Đây là 3 cái vé do 3 người khán giả của chúng ta đã bóc. Bây giờ chúng tôi rồi, vào chung kết, tức là sẽ mời một người lên để mà bốc cái vé trúng ngày hôm nay. Bây giờ thưa khách mời, xin mời hai cho cô với chị có thể về chỗ ngồi. Anh mời người. Cảm ơn anh Danny nha. Cảm ơn anh Danny, người đàn ông nhiều tóc của Bon Sa. Bây giờ chú có thể mời một người đi chú ạ. À, bây giờ mời một người khó ha. Dạ, bây giờ thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn 3 vé trong này thì sẽ dạ, có vâng. Người trúng cái giải độc đắc quý vị nha. Mời em đi, mời em đi. Dạ không được, quý vị. Người này phải là khán giả. Người này phải là khán giả. Mình không được đụng tới. Bây giờ tôi được phép giải đâu mà bóc. Tôi được phép mời thì tôi đi xuống. Nè, nhà... nào là chú Nam Lộc cũng bóc một bà đẹp nè, trẻ trẻ nè. Theo cặp mắt mẫu mê nè, tên mây nè. Lãng mây. Chú Ly, chú Ly. Nhanh giật nói tiếng ca lên. Dạ, dạ. Có khi nào còn nhỏ tới sáng lắm mẹ chú. Wow, nhiều người. Tại ở dưới không có đèn, chú sinh ra không thấy rõ. Chú vừa đi, chú vừa mò. Dạ. Chú mò gì chú? Mò lộn cái chuyện. Bây giờ tôi mời cô này đi, chị này đi. Tôi biết mà, rồi. Tôi biết mà thế nào cũng chọn một người mặt, đàn bà. Mặt rất là hiền lành, phúc hậu. Mang sự may mắn đến cho tất cả mọi người. Đây mời sẽ là con rồi cháu interview xem cô ở đâu. Rồi Hoàng, học với cô nha. Xin lỗi, cô tên gì ạ? À? Nói gì? Cô tên gì? Nguyễn Thị Ninh. Nguyễn Thị Ninh, cô nên ở đâu? Westminster. Ở Westminster. Rồi bây giờ cô là được hân hạnh sẽ bốc một cái vé may mắn cho người may mắn. Đó vậy hả? Rồi, nhắm mắt lại. Rồi, có mời cô đứng về chỗ ngồi. Chú vào, chú rồi. Đặt lô tô đi, chú vào. Rồi, đọc lô tô nha. Dạ, chú hát. Một hôm vui vẻ tôi thả tà và phố bô xa để mà hóng gió. Thấy em đứng đó tướng tá sexy, chắc chắn mấy khi gặp người trong mộng. Lòng anh rung động bước tới làm quen, anh hỏi mon men em từ đâu tới. Thì ra em mới từ Việt Nam qua, xa xứ xa nhà cô đơn mà buồn bã. Nên anh mới gả đưa em về phòng, như một ông chồng xưng yêu bà xã. Thấy anh dưa đỏ anh đã hôn mê, cô em ra về anh nào mà hay biết. Sáng ra mất thì cái đồ đã ra trong nhà, thì bà đi xa nàng ôm hết rau. Tới sáng. Cuối cùng số mấy anh? Cuối cùng là 1, 2, 3, 1. Lại có câu số hả? Một số. Kiếm từ con. Một, hai câu số nữa nha. 1, 2, 3, 1 thôi. Đây nè. Đâu vào bây giờ. Ai có số 1? Ai cũng có số 1. 2. 3. 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Giờ còn 2 số nữa. Anh vào anh sẽ đọc tiếp cho cả nhà nghe nha. Giờ anh đọc số này đi. Anh đọc, anh hát đi anh. Đọc cho lòi con số ra không? À, anh đọc cho lòi con số ra. Ông này là 1, 2, 3. Ông này đang ơi, kêu con cờ ra là con mấy. Con số gì đây? Con số gì đây? Thì đang xa nhau lòng ta mà như cách. Đột kiếm miệng cười gắn lên mà sẽ tới. Lòng buồn rười còn mơ bóng hình lan. Lòng an biết ta nói ra mà không dám. Số 7, 0.
số cuối là 70. Dạ, dạ, ok. Hỏi đọc gì cho dễ nè. Dạ. 1, 2, 3, 1, 7, 0. Vâng, chúng ta đã có kết quả rồi, thưa quý vị. Vé số không của anh là 132 là anh đi má ơi rồi. Thì anh lên đường. Dạ, 1 2 3 1 7 0. Mình có tên có ai trúng không? Giơ tay lên. Anh Huy ơi, nếu mà mình có số, có tên mà không có người ở đây thì như thế nào anh Huy định? Mình vẫn được nhận giải thưởng, thưa quý vị. Yeah. Có ai nhận mà không có đây cũng được nhận, quý vị. Yeah. Số wow. Những tiểu bang khác nữa. Đọc tên đi, đọc tên đi, đọc tên đi. Không thể đọc, đọc tên đi, đọc tên đi, đọc tên đi. Bây giờ mình xin đọc có tên đây, các bạn ạ. Dạ, đọc tên đi. Đọc tên ở đâu kìa? Vâng, và người may mắn đó là Huy Linh. Số phone 7, số phone cuối nha, 7 số phone cuối, 4 số phone cuối nha. 4 số phone cuối là 4665. 4665. Rồi chạy lên đi. Chạy lên đi. Oh my god. Oh my god. Do lại. Trời ơi, trúng ra, gọi quá trời, mong chưa lên. Trời ơi, gọi quá trời luôn. 1, 2, 3, 1, 7, 0. Bây giờ cho con hỏi rồi, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều, cảm ơn anh. Dạ. Quay ra ngoài đi cháu, mời cô quay ra ngoài. Mua niệm, mua máy làm đẹp, gia đình mua hết. Mấy chục ngàn, 4 mấy ngàn. Cô quay lại cho mọi người thấy mặt cô. Cô này mua 4 mấy ngàn, trúng được cái ghế 17 nè. Mời cô lên sân khấu. Rất là may mắn và rất đúng với một khách hàng. Đi lên. Mắc cỡ. Sao cô ơi, cô, nếu mà cô mắc cỡ là không được nhận quà. Dạ. Đó chứ là bây giờ cô lên sân khấu để mọi người thấy mặt cô nha. Dạ, cô lên, ẩm cô lên. Đi này, đàng hoàng. Lên đàng hoàng. Mời. Lên đàng hoàng. Nghĩa sửa lại bỏ vô 80 vé luôn quý vị. Người ta trúng số mà tôi tưởng là chia tay má ơi. Trời, cái nét nhạc gì buồn thấy mày. Mời cảm ơn giàu nhiều vậy, cảm ơn anh. Dạ, xin mời anh. Có ai làm em lên không? Trời lắm. Tôi cũng để chục tờ vé số, không trúng một tờ nào hết trời à. Nghĩa sửa. Em dâm cuộc đời không có đăng cứ rồi. Tại vì không dùng nhá. Nghĩa sửa sau lưng chị á chị. Trời ơi là trời. Để cho khách nói chuyện. Trời ơi nó không trúng số, nó bị quản rồi. Cả nhà có dầu xanh không? Cô lên đây con. Dầu xanh tôi bán cô ơi. Cô trúng số cô qua cô ủng hộ dầu xanh cho con đi cô. Có 120 cặp à. Trời ơi đây là không phải dầu gió mà là dầu đâu nhất. Đây là vị khách cũng như gia đình của cô rất là mê Teletron và những sản phẩm của Teletron, đặc biệt là tại Teletron USA. Một lần nữa xin vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Trời ơi cô ơi, xin lỗi cô tên là Nguyễn Linh hả cô hả? Huy Linh. Ồ, Huy Linh. Dạ đúng rồi, Nguy Linh đây. Nãy làm đẹp, cái thấy đẹp ra liền, cái được lên sân khấu luôn nghe hơn, dễ sợ không? À cả nhà thấy không? Nãy giờ nghe đang nói trời ơi, không chừng có người nào không mua gì mà được trúng vé số không?
nhưng mà rất là ông trời làm như không có mắt nhìn đó. Gia đình cô này là mua ủng hộ tới mấy chục ngàn tiền đồ sản phẩm, ghế, giường. Gia đình bao nhiêu chị em có hết. Có hết. Đều ủng hộ Teletron. Chỉ có một người chưa có tiến tới đây là chưa mua thôi, chứ ai vô đây là mua hết rồi đó. Là mua hết rồi. Cô ơi, nhưng mà là đây là lần đầu tiên cô coi show ở đây hay là cô coi nhiều lần? Coi hoài hả? Có mỗi lần lên coi là ủng hộ mấy chục ngàn vậy đó hả? Chết cha đại gia ngầm rồi Leon ơi. Cô gì lâu nay cô là lần lần cô ơi, cô trúng cái ghế này là bây giờ cô tính làm gì? Cô cho con hay cô cho Leon? Cô hỏi thì cô hỏi gì thôi chứ. Nghe ơi, nghe đừng hỏi khó cổ, cổ giận cổ về, cô không nhận quà bây giờ đó. Cô, phải không? Để hồi cô nhắn địa chỉ riêng, nãy mình có số phone rồi. Cái chợ ghế vô hả? Nhiều quá giận hỏi về. Trời ơi, cảm ơn cô nha, hôm nay cô lên coi show mà trúng cái ghế 17 ngàn vui không? Dạ. Trời ơi, về mất ngủ 17 ngày đó. Dạ, cô giữ tiền ship nha. Dạ, yeah. Cô giữ cái này. Rồi, cô giữ cái này. Cảm ơn gia đình mình ủng hộ. Dạ, quý vị cho một tràng pháo tay cho gia đình của cô hoặc là người trúng vé số trong đợt này, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Vậy là chương trình trúng vé số đã có người rồi quý vị. Cuộc đời nghe với Leon là không có vé số trúng nào hết. Nên là bây giờ cả nhà ơi, Thúy Nga với Leon rất là vui khi mà thấy là gia đình này vừa trúng số mà vừa mua đồ nhiều ủng hộ cho Teletron. Và một điều nữa, hôm nay mọi người có biết một tráng sĩ đẹp trai mà ngồi mặc áo dài ngay cái góc của Teletron đang áo dài the mỏng thấy có body 6 múi không? Trời ơi, tao nói cũng do nắng riết mà nó thành 6 múi đó. Thì đây giới thiệu với cả nhà, đây là nghệ nhân Lê Xuân Tùng, năm nay 34 tuổi, độc thân, chưa vợ, chưa người yêu, chưa người phụ nữ nào, và chưa bao giờ được một người phụ nữ nào nắm tay, đúng không em? Ủa chứ bà đang làm gì nghe? Cô mới nắm vai à má. Mọi người nghệ nhân này, mọi người nghệ nhân này có tài năng rất đặc biệt, đó là nắng bớp rờ rẫm sờ sẫm. Nắng tới đâu ra hình tới đó. Nắng tới đâu ra hình. Em ơi, nắng ai cũng vậy, nắng chị đi, chị cảm ơn. Em ơi, bây giờ em nói gì đi? Chị vừa thấy em làm cái hình của thầy Minh Tuệ đẹp quá. Bây giờ em làm hình chị trong vòng 5 phút đi. Dạ. Thôi em cứ nói đi, em bỏ cái vụ đó qua đi. Dạ, khó lắm luôn. Thôi để phỏng vấn anh Tùng. Dạ. Em chị tốn đất xét lắm, em đừng. Dạ vâng. Dạ vâng, hôm nay em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Uy Nguyễn đã tạo cho em một cơ hội được đến đây và làm những cái bức tò he để gửi tặng tất cả quý vị, cô chú, anh chị ở đây. Và hôm vừa rồi em được vẽ một bức tranh của thầy để gửi tặng tới anh ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn thầy đã đến đây và đã phục vụ quý vị trong 4 ngày vừa qua và đã tặng cho Nguyễn được cái bức tượng của thầy Minh Thệ rất là đặc biệt. Xin cảm ơn Lê Xuân Tùng, cảm ơn Thành Lễ và cảm ơn Trong Giám Nhọc trong team, thưa quý vị luôn có những cái sáng tạo mới nhất cho chúng ta. Và cảm ơn Thúy Nga, thank cảm you. Ơn Lưu Anh Vũ, cảm ơn Khánh Hoàng, cảm ơn anh cũng như tất cả quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay để làm cho cái chương trình mà sổi số nó sôi động hơn. Và sau đây chúng ta sẽ trở lại chương trình nhạc hội rất là sôi động, thưa quý vị. Rồi, văn nghệ nha. Bây giờ quý vị tập hợp chúng sôi ra mình cho mà nhìn mình nhảy đi quý vị. Nhảy tung trời đi. Còn bây giờ quý vị, một số quý vị đang chờ sổi số xong mới mua ghế massage thì bây giờ vô mua được rồi quý vị nha. nghĩ là không mua, tại vì nếu trúng là có hai cái ghế đúng không? Rồi, giấc mơ đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Giấc mơ tan thành mây khói. Bây giờ Thúy Nga sẽ vô ký cái check 17 ngàn để mua cái ghế rồi quý vị ơi. Thiệt bây giờ là đau lòng quá đi. Trở lại chương trình văn nghệ, không khí sẽ càng sôi động hơn với phần trình diễn của nữ ca sĩ Bảo Vy. Chị xui Bảo Vy lên đây đi chị. Trời ơi, con trai đẹp lắm. Con trai đẹp lắm, chị xui chị hát đi. Em lấy nước cho chị nha chị. Dạ, trong thời gian hát quý vị có thể làm giấy tờ quý vị nha. Tại vì sau cái giờ đó, ngày hôm nay đó thì không có bán cái giá cũ và 60 tháng không tiền lời và những cái bonus cũng không còn nữa. Cho nên quý vị nhớ trong thời gian hát vẫn nghe và vẫn làm giấy tờ được trước khi chúng ta đóng cửa ngày hôm nay, ngày mai những giá cả và chương trình này sẽ không còn nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Rồi bây giờ Thúy Nga cảm ơn rất là nhiều. Thúy Nga Leon giờ phải về rồi. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà luôn luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.
Thôi chị Xui Bảo Vy ơi, giờ ở lại chị hát nha. Dạ, cảm ơn chị Xui. Cho em gửi lời thăm anh Bảo Liêm nha chị. Dạ, dạ. Rồi, trời ơi, ta nói con trai chị đẹp dữ lắm, em chấm làm con rể rồi đó quý vị. Vâng, và một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật 16 năm của Telechon. Quý vị ơi, nếu mà ai muốn mua ghế thì tranh thủ hôm nay nha, qua ngày mai là hết giá đó rồi nha quý vị. Và để không làm mất chương trình nãy giờ, mình cũng có âm nhạc, cho nên Bảo Vy xin gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thịnh Suy, ca khúc mang tựa đề Một Đêm Say. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Các bạn hãy xuống dưới chơi đúng không ạ?